là bạn dịnh một chân một tay ở đây, bạn khoan một tay cũng được. Đúng rồi, mũi đa năng á, đa vật liệu á. Rồi có bạn nào trải nghiệm tiếp đi, trải nghiệm về cái mũi thôi. Cái lực này lực đập ngang, búa ngang. Mọi người bắt mấy cái con tiếp theo nha, đừng có bắt chung mấy mấy này nha, mất con nó tuôn hết, tuôn là mệt mỏi lắm. Mở tháo bên đó, đúng rồi, cầm tay nào tay thuận của mình nha. Khoan, từ từ, cái này là do mình vừa làm vừa rút lên nè. Mình nhét sát vô con bu lông nha, mình đừng có vừa làm vừa rút ra nha, chừng nào nó ấy ra thì mình hãy rút ra nha. À có nghĩa là khi mà bỏ bu lông thì cũng để yên vậy. Đúng rồi, tại vì nó nằm trong cái khuôn của này của cái đầu rồi à. Nó sẽ nằm trong cái khuôn nên mọi người cứ bình thường ha, đừng có là vừa làm vừa rút, nó sẽ rớt cái đầu ra. Rồi đi xuống một cái trải nghiệm mà. Đúng rồi, mở bên đây, đúng rồi, đúng rồi. Nhớ hai tay nha, mở bu lông cũng giống vậy nha, xoay xoay sao nó cho nó vừa. Đúng rồi, rồi bên kia mở đầu, bên kia bấm nút, bên đây mở. Rồi rồi không, đút sát vô đi, đút sát vô, đút sát vô. Mình có thể mở bu lông nếu mà góc nó khó, mình có thể nghiêng quay ngang ha. Rồi mình bấm ra, mình bấm tiếp đi, bấm tiếp chừng nào nó ra thôi. Rồi bấm lại, rồi bấm lại, rồi siết vô, giữ luôn, giữ cho nó bọc đóng vài cái. Rồi buông, được rồi, mình cảm thấy nó chặt là được rồi. Chưa thì mọi người trải nghiệm về máy cắt ha, nhưng mà cái này mình làm mình cẩn thận ha. Nó hơi bắn tia lửa vô, nếu mà có bắn tia lửa vô mình đó thì mình điều chỉnh ha, tùy vào cái tay mình thuận tay nào ha. À, mấy bạn nam làm đi, mấy bạn nữ chắc hơi ớn ớn như bộ môn nè. Thấy nó bắn gì chứ đừng sợ, càng sợ mình làm không được, làm đi cho biết. Dịnh dịnh đây nè, xong rồi mình cắt ra cái vết này ha. Ok rồi, rồi mình đạp lên một chân mình đây, đừng có sợ ha. Nếu mà bắn lửa mình cứ bình thường, đừng có ấy ha. Khoan, nếu bạn cắt tay này đúng không, cắt tay trái thì mình phải điều chỉnh lại ha, lên đây ha, để mình che lại cái mặt của mình á. Cái phần này nè, khi mình sử dụng á, nó sẽ bắn tia lửa hoặc là nó sẽ ấy, thì hướng ra cái lưỡi cắt hướng ra ngoài, nếu có sự cố gì lưỡi cắt nó sẽ văng ra ngoài luôn, nó sẽ không có văng ngược lên người mình. Mình chỉnh cái chụp lúc nào cũng hướng về mình ha, để mình che lại mình. Nên sử dụng khi mà mình sử dụng, mình nên sử dụng bao tay kính bảo hộ để tia lửa nó không có văng vào mắt ha. Bật lên trước đi rồi em đưa vô đó vậy thôi, đừng có sợ, sợ là làm không có được. Hả? Văng lửa đâu hả? Trời, nóng nóng quá. Bây giờ ổn tay quá. Không có trần chứng, cầm hai tay sẽ tay đâu đi qua cái chân. Một bạn nói đi, rồi cầm vô nói là ví dụ như là cảm nhận về cái máy thôi. Ủa này chạy lên. Ủa? Đầu này đúng không? À, cái máy, đối với máy này á, thì thực sự nó khá là nặng, nhưng mà
khi mà nữ làm vẫn được nha. Tại vì khi mà đưa xuống á, cái lực đẩy xuống á, nó không quá nặng để mình nhấn, mà mình chỉ cần dùng một lực nhẹ để đẩy xuống thôi. Với lại có tay cầm á, nên mình cầm mình giữ lại á, thì mình thoang xuống nó vẫn được, chứ nó không hạn chế với việc là nữ sử dụng ha. Về việc cái desktop của cái này thì nó khá là an toàn cho người sử dụng. Khi mà bị quay á, thì nó sẽ dừng lại và nó sẽ không chạy vào người mình. Khá là tốt đó. Máy khá là ok đó. Nếu mình khoan một tay mình dài một cái chân vô, mình khoan một tay vẫn được. Có giáo có trainer ở đây mà mọi đừng lo bị gì. Đấy, phụ nữ vẫn có thể khoan được ha mọi người ha. Khoan bê tông vô tư ha. Rồi. Rồi thì cái việc mà mình chế được nhưng mà nó sẽ không đảm bảo an toàn, tại vì bạn có đầu khiển nó còn đỡ á, biết gắn gì không trong đền á, đồ trong đền giờ cũng được, đúng rồi. Nó nhưng mà thực ra gắn trong đền á nó sẽ kẹt không chặt, thì cái đĩa nó quay nhưng mà cái cốt nó cũng đứng, nó cũng không có quay được. Thành ra là cái việc mà đưa qua đưa lại nên, và biến cáo là nó không an toàn. Thì cái cốt nào thì mình dùng cho cốt đó. Cái bài này thực ra mình bị một lần, mình là sale thị trường, mình có bị một tổng đen một lần. Cái ông thợ chắc mấy bạn có bán dự án, mấy bạn sẽ có một bài cái vô cũng đắp vô nhà xưởng á. Cái ông thợ ông đang sử dụng là máy một tấc hai nhà. Còn cái người đi mua hàng á, người mà mua order về để cho cái nhóm thợ ở nhà xưởng xài á, thì họ đi mua một tấc, tại vì họ không hiểu, họ cứ nghĩ là ông thợ kêu đến tháng rồi đã mày đi mua đi, thì họ cứ nhớ là không biết một tấc hay một tấc hai, họ đặt cửa hàng họ mua xong cầm lên rồi. Mình nói là ủa sao mà trước gắn vừa bây giờ gắn không vừa, cái mình mới nói là bây giờ thì xuống nhà xưởng xem thử là cái máy đó là cốt bao nhiêu, thì họ quay video lại thì mới thấy là cái cốt của mình cũ, nó là một sai lầm do chị chọn sai chứ phải là do chị tư vấn sai. Tại vì cái cốt này nó đưa qua nó không vừa mà nó không an toàn mọi người. Mình có thể chế nhưng mà cái người mà chế và nhân DIY thì họ sử dụng những cái chỗ kia cho ví dụ như phần hai đó. Thì những cái nhóm máy mình hay bật chung luôn là tốc độ tốc hai của chúng ta sẽ bắn nhanh nhất. Rồi giới thiệu đến mọi người là một tốc hai trọng lớn nè, một tốc hai trọng lớn thì có 13 trọng 25, 12 trọng 25, 15 trọng 25, thì công suất của nó là 13 là 1.300, 17 là 1.700, 18 là 1.800, đơn giản không? Khó đặt tên nhớ dễ nhớ quá. Rồi máy được lắp ráp nhà máy ở Đức, riêng những dòng này nó có nhập lắp ráp tại Đức anh, và nó có công nghệ gọi là công nghệ chống thể động lại và công nghệ kick stop, công nghệ kick stop dịch này sẽ kết tóc. Nghĩa là khi mấy bạn cắt bị sóc lưỡi, nó bị kẹt lưỡi á, thì máy nó sẽ tự động dừng tránh nắm như mấy bạn mình đang cầm vậy đó. Một cái tay mọi người nghe cắt mà khoan bị gãy tay, mọi người biết cũng bị 2.000 vòng chứ cực kỳ nhanh. Rồi đến 1.5 thì có 17, 150, 18, 150 thì 17 thì 10.700, 18, 18. À vậy cái bạn đã nói hay qua lời đó nè. Mấy cốt này nó giống nhau, là 14 từ 1.2 trở lên đó, nó sẽ là cốt 14. Nhưng mà tháo
chụp thôi. Khó chụp thì cái dùng đĩa cắt thì không an toàn, dùng đĩa mài thì vẫn ok nhưng mà dùng đĩa cắt thì không an toàn lắm. Thì M14 thì nó gắn chung được hết tất 8 được, nhưng mà cái máy nó tất 2 á thì nó rất là ngắn mà cái lưỡi nó to. Nếu mình gắn một tất rưỡi vô á thì nó sẽ đụng đến cái phần cái ngón tay mình đó, nó cầm cái máy thì vậy này nó không đi được mà được hết á. Theo là một tấc 8 thì nó có 2002 và 20. 20 là một tấc 8 là ngày xưa là cái mã cũ. Bây giờ sắp tới nó sẽ ra cái mã 24. 2002 thì là 2002 quá vậy. Xong rồi đó. Tấc 8 thì một tấc 8. Không đơn giản quá. Đây, giờ ra 2230 và 2230. Người thấy phòng án thì nó nhiều hơn. Thì ra máy cắt thì nó chỉ có 2.9 thôi, cắt còn lại nó một gắn lưỡi nào cắt còn lưỡi đó. Ví dụ như cắt đá thì gắn lưỡi cắt đá vô, cắt dập thì gắn lưỡi cắt dập vô, sắt thì gắn lưỡi sắt vô. Mài hết lưỡi đa năng. Riêng cái dòng lưỡi đó có cái lưỡi đa năng. Lưỡi mới bây giờ mũi đa năng mà nó cũng đã hoàn cao một lưỡi thì nó mới xác định là lưỡi đa năng. Còn có cái lưỡi đa năng nó nhìn lưỡi cắt sắc lưỡi mài sắc thì nó hai sắc, cắt thì nó hai sắc, mài thì nó hai sắc, không có lưỡi đa năng rõ ràng. Còn khi mà xác định lưỡi đa năng của bốt thì có một cái nhà buổi máy pin thì máy pin của mình là máy pin lithium lithium. Giải sản phẩm nó sẽ có hai giải, hồi xưa là ba giải. Cái máy này thì vẫn còn nhưng mà tính bán thì được. Rồi, và mình lưu ý là khi mình tư vấn hàng nổi là bạn tư vấn hàng nổi tư vấn luôn. Như là dòng 36 con này mình cũng nhãn được 99 con, 99 con là giật chết luôn. Điện áp của mình 220V mà cái cục pin 199V sao xài nháy nữa quá hả. Máy bằng pin Bosch Go Gen 2 306V ha. Thì dòng này là một cái dòng riêng biệt dành cho mấy anh thợ mà nó thấp làm những người sửa chữa điện tử á, những cái như sửa hàng tính hay là laptop. Nó phải từ
đời mà kiếm được bạn. Tỷ rồi đó mọi người. Ở ngoài đó sale bot hoặc là những cái đại lý nước ngoài một miền phía Bắc á, tư vấn một kỹ dính mấy con. Các bạn mình nói ha. Thì máy pin robot á, có một vài máy thì nó sẽ sản xuất tại nhà máy Trung Quốc, nhưng mà một vài đa phần nó sẽ sản xuất tại nhà máy Malaysia. Để ta pin cũng vậy ha, pin là máy pin Malaysia. Rồi tiếp theo là về dòng máy khoan. À cái nãy á, mọi người lưu ý là cái động cơ này động cơ có thượng thang. Mọi người lưu ý là cái mã 120 hoặc là 180 nó 18 volt á, thì động cơ này là động cơ có thượng thang. GSR và LFB 12V 30 thì hôm nay là nó cũng ra mắt lâu rồi, thì nó có động cơ là không thượng thang. Hơn cái dòng kia nó chỉ có hơn cái Newton. Hàng này ví dụ như là 11 sẽ phải tạo từ 10 cấp độ 1 là 11 cấp độ 2 là 8. Dòng kia là 30, sử dụng nó 30. Và nó là dòng này thì là heavy duty. Không bắt được cái gì mà thực tế cái sản phẩm nào nó ưu điểm gì và nhược điểm là gì em đều phải công bố hết á, tại vì như này không phải hãng nào mà hãng 100%. GSR 180 và GSB 180 cũng vậy thôi, lực của nó thì cấp độ 1 là 21, cấp độ 2 là 54, đầu của nó là đầu là nhiều lắm. Rồi GSR, GSB mọi người biết là GSR là máy một xoay. Công việc chính là khoan sạc của máy pin. Còn một kiểu thì khoan có thể dùng được. Rồi tiếp theo là về máy khoan này mới được ra mắt cuối năm 2022. Tập viewer, reviewer, youtuber, tiktok thì thấy người review con này nhiều lắm. Dòng này là dòng tốc test từ cái dòng này lên. Thì dòng này nó sẽ là động cơ không khởi thang, thứ nhất là không khởi thang, thứ hai là thiết kế nó sẽ nhanh hơn so với dòng này thì nhanh lắm. Đây mình thấy là giờ đã an toàn con này nhanh hơn. Máy này là gì? Tuy nhiên lọc rồi. Chiếc thứ ba cũng là cái đầu cặp. Đầu cặp không gì ở đây á, ưu điểm của nó nữ xài khoái, cặp được, không bị đau mắt, nhiều tiền, quá khứ mẹ. Với lại tại một thời gian á, cái đầu này nóng, cái nhựa bị oxy hóa, bị dầu, nó sẽ bị hư hỏng. Hằng ngày mà đầu cơ đa, cặp bị bỏ cải tiến này. Hai thằng thì lực ngang nhau á, nhưng mà giá thành thì mắc hơn. Sản xuất tại Malaysia luôn, bảo hành cho mình 12 tháng. Đây cũng vậy, lên trên. Thì cái đầu cặp của nó mọi người cũng lưu ý là đầu cặp 13 thì là khoan đường 12. Khả năng khoan 12, khoan đường 12. Rồi có một cái dòng bỏ quên sửa lại đây. Cái này là GSR và GSB trừ 150C. Con này là con công suất lớn nhất của con Boss hiện nay. Nó có những cái tính năng mới rất là nhiều.
thứ nhất là tiếng passport, thứ hai là chỉnh được viết gốc, rồi động cơ cũng cửa thang ba đầu vô kết hợp với lại viên một to, lực của nó tối đa là lực 150 Newton nên nó khi mình khoan cái con này mình phải có cái dây cầm phụ, không có gì của con này mình cầm một tay ha, khoan nó rất là an toàn, nhưng mà con này nó có cái tay cầm phụ. Thứ nhất nó có tay cầm phụ, thứ hai nó có một cái chức năng là skip back stop, có nghĩa là khi mình bị kẹt mũi nó sẽ bật cái tay mình á, thì nó vừa bật cái tay nó tăng lên nó bảo vệ cổ tay mình, như là cái động cơ của con này. Tí nữa mình sẽ cho mấy bạn coi cái chức năng tiếp back stop nó có ý nghĩa như thế nào, tại vì những khi ở đây mấy bạn chưa thấy nữa. Rồi, ở đây đây là máy khoan ha, rồi tiếp theo là máy khoan búa, thì nó có GB180. Thì máy khoan búa này thì nó tương đương với cái dòng mà ngày xưa có cái dòng 2920 GB220D7. Thì con này nó bạn cái con đó, nó khả năng khoan mũi bên trong 20 ly. Nó là động cơ không rất hay luôn ha, đồng giá rẻ. Sắp tới thì cái dòng này nó sẽ về Việt Nam thì các bạn có cái GB187. Thì các bạn đọc coi thì nó là dòng cũng là dòng ấp từ điện thoại lên một xíu. Thì con này thứ nhất là nó có kết nối với điện thoại, thứ hai nữa là nó có chức năng chống rung, thứ ba nữa là có backstop, thứ tư nữa là khả năng khoan nó là tới đầu 24 mũi khoan 24 bằng những con 2024. Rồi mình máy điện có cái gì thì máy biết nói vậy. GWS 180 thì nãy có GBH 180 thì có GWS 180 là SP 180. Thì máy cái này thì nó tương đương với công suất máy điện là 700W, có chức năng kiếp máy shop rồi chống cái động lạnh này đầu nó cũng là đầu máy mở đây. Ở đây là con này có chức năng kết nối với điện thoại nè, rồi điều chỉnh bằng trên màn hình, còn cái điều chỉnh tốc độ này rồi nó kết nối với điện thoại vậy xong rồi đó. Rồi các dạng kiểu pin của Bosch thì pin 12V nó sẽ là dạng trụ đứng, pin 18V nó sẽ là dạng trường ha, trường thời gian này kéo ra bao nhiêu lúc này kéo ra, còn khi gắn vô thì mình cứ gắn bình thường không cần gì để vô kiểu cắt là xong. Rồi sạc pin cũng vậy luôn, sạc pin theo cái nhà của trường là kiểu đứng. Rồi mình sẽ chuyển qua quay lại cái máy điều dụng ha, thì nó có thiết bị để bàn và các loại máy khác. Thì những cái máy này nó chỉ có một vài mã thôi, thì người mình update một cái đừng có bên Manita họ hay dùng cái đó để so sánh giữa dân số cái dòng đó giá rẻ thì bán chạy rất là nhiều, nhưng mà để so sánh không bằng thì tiếp theo là về máy để bàn đặt sẵn giờ sẽ có 20 thì là 2002, còn quay nó là 3.8, chỉ lượng điện cái đá gọi là đá cắt hết, cái này gọi là đá thì mình cũng hơi biết ha, đá cắt một tấc là 3.8, chủ yếu là mình để chi phí bằng
mặt đó. Cái lượng điểm của nó thì mình cần là các sản phẩm mốt tầm giá năm á, như là 90 thì nó là công suất 1400W, được tính lượng là 1.8 ha, sử dụng là điện từ 1.84 mm, hay mở tăng 1.8. Giống như bên phía hàng kia thì được là bên này thì bán 1.8 mg rồi đó. Nhưng bỏ luôn đi. Rồi tiếp theo là LKS235T thì là 2020W ha. Thì tính điện cưa là 2.3 ha. Thành tích của nó là 235 mm. Thì lớn hơn. Rồi tiếp theo là máy máy cưa lọc. Máy cưa lọc thì nó có mã là YC700. Thì chữ 700 là nó nói về cái độ sâu cắt 70. Rồi nó có điều kiện tốc độ, có chức năng đá lưỡi. Mọi người biết chức năng đá lưỡi không? Sẽ nhanh hơn, cái lưỡi cắt nó sẽ đi nhanh hơn thay vì mình cắt sọc thì nó đi chậm, mình phải đẩy cái này, mình chỉ cần là vừa đẩy máy nó sẽ tiếp thêm một phần nữa về cái nhịp cắt, nó sẽ cắt cái bộ điện đi nhanh hơn một tí. Thì cái phần đá lưỡi này á, nó chỉ áp dụng cho cái việc cắt gỗ thôi, đối với cắt nhôm cắt sắt thì không nên sử dụng cái chức năng đá lưỡi này. Và cái việc một cái công dụng là nó có một cái đầu cuối ra kết nối với máy.
đa phần là vài cái sắt mà mua mấy để mà dùng để đề co, cắt dạng kiểu cắt gỗ đề co để trang trí sử dụng. Ok, đó là xong cái phần của máy. Rồi mình ôn lại xíu để mình nhắc lại mấy khoản xoay. Cái máy kia nó cũng có mọi người.